chụp nia sai chỉ thắm mấy chung phu có thể là bắt ông bị thôi cho nó đâm bấy ở khỏi khỏi dưới cửu đó là thôi cho nó đâm bấy ở chung trị trong cả bóng riêng dân vì một mọi thủ lộ bàn lực là thầm mấy đâm bấy ở khỏi dưới cửu bóng riêng là nâng miên xâm mặt phía nè khá thôi cả rộp chân nặng thôi cả rộp chân nặng bần tay à quay đại dưới chung nói mùi đỏ khắp rồi có chúng nói mùi để mình tuột lạc đó, cướp lạc đó, nó đặt đai là đẹp. Nên hãy để chúng nói mùi thua ấy mình mặc lạc đồ này. Tôi bây miễn phát bí sọt, cái mà phê chân năm, sao chân năm, đọc chân năm. Bà mình lạc đồ này chúng nói nạc đại biệt. Và rin hơi mình châu chây, sắc tôi vô bàn tích tôi, mà rồi có mình bàn. Đâu thế mình thả lõi, mình thả châu chây. Bố hát đấy. Nạc lạc cái thua các tên mùi chân năm ấy. Bọn bí sọt cái bàn tay mình chẳng có bàn tay sẵn mắt tập hiệp cao bằng riêng khăn chín nè đem mọc phải chẳng rưu gần đọc chẳng ơ rưu có bàn bộ môi chẳng tiền chẳng đâm bây ôi xe mơ nâng bọn bí sọt bỏ dưỡng trông thịt lạc đôi chùm nói nà đầy vì mần lọ mần tha ca này dê sẽ đây mần tha ca bằng riêng mần tha ấy thế rồi có cả nền nôn sắp xinh xinh cứ trở thể do tích lịch nào đây vì là ổ mà ổ rung sắc khôi ổ rung tam ra khôi quay bà hai quay chong chong dùm lại khôi nâng chứ chẳng nói mùi đó là ổ nóng cả nền nôn mà nụ ổ rung là biếp này tổ tam này ca ổ rung rõ biếp ổ rung tổ tam này mà nụ dùng tổ tam mà nụ nhấn ca bà rin đôi kìa các bộ rin bằng rin process bất tích nick nữa này, bao nhiêu về bằng của môi chân nào, có mặc khai pi khai, mình ban cho chị phạt đồ, cái đồ chân, mà lại tụt đây này, nâng hơi miên tầng anh nâng hơi dịch bật bị sao thấy miên, chúng lại bị sai, anh nâng cứ lọ, cầm oi miên bật bị sao đọc chân nào mà pay chân nào ca bằng rin nơi tại tận đây, anh nâng ở lọ, ok, nâng cả thằng miên bật bị sao tại cái miên tích nick. Đôi cái rinh chọc master, rinh chọc anh chẳng rinh chọc bạc ở nhà bạc master bằng thế tâu bà rinh mình cả bà rinh tâu tự tu sắc tự tu dọng bàn sắc chạy cầm plan sắc cho cầm bên chạy chọc cứ nhé đôi xa đây khóa tình định mình mến khóa xa mát tập hiếp ấy xa mát tập hiếp miên hay là khóa tình định đôi nhẹ miên bọt bì sọt đọc chân năng chẳng đọc chân năng miên hay bọt bì sọt nâng ca ca nghe nâng đăng ca ca nghe thương mà nhé bằng tay tích nịch thua ở sân nó chạy xuống tham miền này nhân viên nơi thầy xe mà đôi mình tuôn miền bằng phía sau ok bố khóa tích nịch nơi thầy xói dùm nịch này nhân phép chụp chạy ban lúc trang là chạy cực lúc này thả tay chụp nịch nâng bình dụng bà rin rồi ngay nó xa tựa ba mà bàn phía rồi nâng phép chụp chạy bọc rung trâu tựa ra tao có tựa ba nó hay trao chạy cất thật khám mến bà rin nói khám mến chắc bà rin nói chắc là vòl khám mến cất thật đây là vòl khám mến là vòl chắc cất thật là vòl chắc nên hả chỉ chúng ta đọc như xe xâm rạp cừu bạc đô chúng ta nát đầy mình lọ sát thông này bà rin style sát thông rin chong cô thật tăng là biếp sát thông bà rin bà đau cốt nó không là biếp sát thông sát đây ở cốt nó chong cô đã ở với đề cốt cầm bông thơ mình lọ sát đây ở cốt nó chong chong mất bách liếm liếm hình bạch hiệu đạo chong chong hay như vậy chứ lại cái nào cầm lòng cầm lại rứ coi lại cái nào lên sợi của mình bản té mình nên lên sợi cho bố của con đây ở con một bao có ba cái hay dân dây lưng dân dây màu bây giờ lò ở cột sợi ở cột nón kia sợi bài mình nâng hơi chỉ chúng nói lò hay là những cột ăn khăn dân thì có ở bàn khăn dân thì cột nâng cật luôn những cột nâng cầm cái hay cột nâng cài phải nâng chỉ chúng này bị sai bao cầu mẹ cho đi đọc chân năng mà phải chân năng bắt bị sọt bàm bộ mùi chân năng bớt chân năng đọc bê lực tên của người điên đọc đai đọc đàn đa chân bắt cái bài thế vì mình hãy cái bài của tôi thật bởi đến tính năng này bởi đến lửa bó này con sắc mình chết dân lê của thương bếp này rõ vị thí sang mà ok hay dân một cái nông lê bà dân bó này dây nó có tất rõ ngay như thế chỉ dân này dây nó có rõ ngay như thế đầm bày ấy áp vật luôn dân hãy bắt đầu phát đồ tích nít đầm mấy ở cổ tụi tôi dấu ok mình mến
à đó còn mình trong được khó nhé phụ nâng riêng mình cá đấy công ta khó thế nhé đó chẳng bên nơi tại mình bàn ở lò đấy đồng ý plạc đô ế giá bọt sắc bán đồng ý plạc đô luôn anh hỏi tới chỉ một lúc mùi đó cha anh bảo rin cái mình chạy bán lúc tháng được miễn cầm nất chẳng cất chẳng không rõ hột cất ông biết thờ tích nít mùi nó đây thử tới khi thật tù dọc bán tích nít mùi nó đây đặt tới con sắc trong dọc bán mình mến đó tôi tạm bộ của ta anh đang bị chê chừng lạch nâng hai đại dương miễn bắt bị sao thái bần tay dương khóa tình định dương khóa vị thị xác dương khóa miễn vị thị xác thôi cho nó là mấy ở quần này thế nhắn miễn thị thái dương miễn trang tay tay khóa nơi hai chừng lạch này dân dương nơi thịt sau chừng lạch nâng đoạn này vị thị xác miễn trang vị thị xác nâng bởi mình chạy xoay lâm hồ đập dựa bề mặt mà khai có tập tu trong bản có đôi thì sai đôi nhóm brain tu lắm xem rằng nhóm cứ mơ tập tam lấy bỏ một cái tập con tới là bỏ quên nó cứ như vậy bằng lấy của bạn về rồi hay là bỏ thành bằng tượng nó cứ như vậy bạn về rồi ôi còn đăng ở vậy không hay mấy nhóm con chăm mình ta tập mình bắt tuổi đó cầm rất cốt cầm bắt rồi đăng trong bản phim là bảy trong bản phim chụp chơi không cao mà hình mũi trong ấy sà lá mũi miên chụp miên phim chụp chơi bán bán chia marketing đó thông mũi sản phẩm sà lá mũi bán thật tu lên marketing đó thông mũi sản phẩm sà lá bán lúc ta là dân thôi quật chập ở đó thôi quật chết tụi bay tích tôi sẽ đi sang quật chết đôi thần tinh rồi quật chết đấy cái đó nấu bê nâng này cái bê tầm thì mình chụp vào một lại chụp mà ba này gì mà quật chậm là vậy quật điện bị dừng thôi quật chậm là gì mà ba nâng hai chữ marketing một thôi quật chậm ở đó mình bên marketing là sang trên cho họ đến cứ marketing cứ cô đó dòng khăn côn sắc này dây ông lê mùi mạng ba kê côn sắc school tầng tiệm mạng ba xua nít xây ông lê cái thang mạch nhé khơi nhé côn sắc chè chẳng thơ mẹ đồ mê quật chè dưỡng rô với thi xa quật khơ mê nhé tầng điểm nát đây có tự tùn dọc bàn khơi nhé plạc bà đô nó cảm thấy bọn rình luôn này mình mến tâm bọn rình đặt đeo đây mà thơm nâng đá nhóm bà kết tạp bì bà rình kê mô nhóm plạc bà đô chán à muốn đồng bông ốc nhóm bà rinh kế nhóm thật xê chìa bà dục lạc chẳng nó sẽ bảo sợ nhóm ở rinh thật xê chìa bà dục lạc nếu chìa bà bì trô trong hàng mùi nhóm thật xê hỏi là nó nhóm bà rinh nơi xa là sky bàn cả nó nhóm bà rinh nơi sky nhóm thật xê chìa bà dục lạc hay ôi côn sơ nâng rinh lộ rinh côn sơ khlác đặt tới trăm thằng ọt ọt mến nên hay bà dục nó nâu không sẽ phải rộng thằng này nhóm tay là cõi móc nhóm rộng thị sạc mấy ở cột lên trên đây cứu mong bố hát đây bạn nhầm thử nhầm nhóm xoay như rộng với thí xác nó để cột thôi tới cột lại tập tù dọc bạn bế nát chung cá sắc nóng nó cầm bông đi để dịch để ta lẹp ra thả rin on lên dịch không ai chắc hào lần một xu mà đong mùi hào mùi dịch nằm một chân hào một xu cái mong côi dịch mấy anh chế dì ông lê đã có nó xu ông lê có sắc xu đã có mong dì anh chế là xu cột chế về sao ông lê sắc lô hồn ông cột cài nằm ra luôn còn chọn hay chặt đam ao cột mềm được rồi cái tôi chỉ cầm nền dây trong mình mà cung cung này ao cột nền dây nâng hay đa ra rõ tinh nịch thay đầm hay ao cột từ tủ bàn nâng hay bề miên bắp bị sao miên tinh nịch cái nâng chỉ cầu là lo mũi đấy miên thì sai trang xem ra cao bao nhiêu chỉ chúng ta tổng khan gặp bao cung đặc biệt phép chúc chơi đạp bán đôi chân này hoặc về định trong trong đám trong mùi thật bỏ sân bà khi bán khơi video này xô mê thật mưa lại chọn nâng chui xe nâng chui cầm ăn mọc khi chúng lệch nào để cho bán nhóm nâng lên dây to đặc biệt khi vì bố thật nhóm mặt mến lấy dây không lấy mặt mến ổng nụ đầy tên tại nhóm đâm khu nâng cho ai thật nhóm chừng nên bán ná xâm rạp cao bằng người mọc nhận nè khá là cái khơi nhầm đồng bông nhầm để dây lên sai chùm mùi con sai thầm ra chứ là lên sai nhầm lên sai thầm ra cái đám cổ nâng bình sai chết nè chứ chùm mình mơ xa ra cổ ra vay xong bỏ cả vay bà xong bỏ cả mình bà mơ đó là thuốc là chết đấy nhé mình thường đang là một nước mạch bóng vay xa mang một bạn nhé bắt tâm đang là nhóm một nước giang nào bóng
ដល់ពេលជួបខ្ញុំម្ដងខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំឡើងបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំនិយាយឲ្យភូមិភូមិមិនដឹងខ្លួនណាអស់បាត់មាត់ជ្រាបលេងហ៊ានតលេងហ៊ានស្អើនេះចាប់ដល់កំមិនអត់ហ៊ានកំមិនទេមានទេល្អខ្ញុំមិនមែននិយាយទេតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺការបង្រៀនខ្ញុំអាចបរិញ្ញាបត្រឲ្យចេះ រយៈពេលតែ6ខែទៅ8ខែយូរបំផុតប្រហែល8ខែបើសិស្សនឹងខូចខ្លាំងបំផុតបន្តឲ្យខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំនឹងធ្វើបាត់ខូចធ្វើបាត់ខូចមិនមែនខ្ញុំពូតខ្ញុំធ្វើបាត់ពីបែបណាសម្រាប់ប្រតិតាមទិសពិសេសសាសនាខូចខ្លាំងគេឬខ្ញុំទទួលបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំថាបើចង់បានជោគជ័យ ត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលជាចំណុចមិនល្អគេផ្លាស់ប្ដូរវាហើយយកអាថ្មីនឹងទៅអនុវត្តដើម្បីឲ្យសាកមើលថាតើគាត់ទទួលបានអត់ខ្ញុំនិយាយឲ្យធម្មតាអ្នកខ្លះគេឃើញខ្ញុំនិយាយមុតតិចគេគាត់ថាគ្រូនឹងគ្រូបរិញ្ញាបត្រនិយាយងងងុំមុតតិចសាស្ត្រលឿនអត់កំផ្លិចណាក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំមុតលឺជាងអ្នកឯងមុតពីរនាក់ទេ ខ្ញុំមុតខាងក្រៅទេធម្មតាហ្នឹងមុតតិចតិចទេប៉ុន្តែចូលដល់ក្នុងថ្នាក់ទៅនឹងស្រែកមកបាសគឺគាត់ជារួញខ្ញុំនិយាយមែនពិសេសគឺសិស្សណាខូចគាត់ចង់ឲ្យខូចទេអញ្ចឹងសិស្សណាខូចខ្ញុំអត់បណ្ដៃដែរខ្ញុំអត់នេះខ្ញុំអត់ទៅវាយដំច្រើនទេគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីឲ្យគាត់ យ៉ាងយើងចេះរកវិធីសាស្ត្រចេះរកយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែប្រែមនុស្សហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះចេះឲ្យមនុស្សខ្លាចជានិច្ចហើយទាំងអស់នឹងហើយវាជាចំណុចដ៏ល្អសម្រាប់គ្រូឲ្យខ្លាយជាអ្នកមានបទពិសោធន៍អ្នកមានទឹកនិចខ្ពស់ក្នុងការបង្រៀនព្រោះថាការបង្រៀននឹងវាសំខាន់ចាំបាច់មែនទែនប្រសិនបើយើងគិតឲ្យដល់ទៅព្រោះទី1កូនសិស្សទទួលយកពីយើងទៅណាយ៉ាងហើយ អ្វីដែលយើងត្រូវបរិញ្ញាបត្រឲ្យចេះដឹងទី1ចង់ឲ្យមានគេឈ្មោះទាំងគ្រូទាំងសាលាជាmarketing មួយសម្រាប់សាលាជាmarketing មួយសម្រាប់គ្រូខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រគេណាគ្រាន់តែចេះកូនគេមួយល្បីប្រមាណកន្លែងគេល្បីអ្នកមួយទាំងភាសាពុកម្ដាយនិយាយកូនសិស្សដោយសារតែតិចតិចមកខ្ញុំដឹងដែរពុកម្ដាយខ្លះកូនអត់ដែលចេះសោះស្រាប់តែលឺកូននិយាយអង់គ្លេស ចូលមកជួបខ្ញុំបានប្រហែលមួយខែពីរខែលេងឮថាគ្រាន់បើកូនខ្ញុំឡូវលេងចេះរៀនសូត្រហ្នឹងគាត់ធ្វើចេះអានអក្សរយ៉ាងណាខ្ញុំនេះឃើញអានអង់គ្លេសហើយមកអេមឃើញទេទោះបីយ៉ាងណាគាត់ក៏មិនស្ដីអស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់ទីសាស្ត្រតាំងទីសាស្ត្រខ្លះដែលយើងព្យាយាមហាត់គាត់ហ្នឹងមិនមែននៅដដែលដដែល គឺផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូតអញ្ចឹងបើមានបទពិសោធន៍ហើយជាយឹមស្វែងរកទិញនិចថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងជោគជ័យມັນថាធ្វើអីធ្វើអីទេក្នុងការបង្រៀនក្នុងការធ្វើអីក៏ដោយដូចជាធ្វើអាសាមលីនៅពេលខ្លះធ្វើអលក្ខណៈថាឲ្យកូនសិស្សតម្រង់ជួយអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាអ្នកខ្លះនិយាយរកអីនិយាយមិនឃើញខ្លួនឯងជាខ្មែរបំពេញដំណីនិយាយរកវិធីសាស្ត្រនិយាយឲ្យក្មេងនឹង ចេះកែប្រែជីវិតខ្លួនឯងអត់មានវិធីសាស្ត្រដដែលនិយាយថាចំណុចនឹងស្អែកឡើងអានេះចំណុចនឹងស្អែកឡើងដល់ទីចំណុចនឹងគេនឹងមកថាមានបទពិសោធន៍ហើយទៅខ្វះតិចនិចយ៉ាងនៅតែមិនជោគជ័យអ្នកដែលជោគជ័យបានមានបទពិសោធន៍មានតិចនិចថ្ងៃនឹងបរិញ្ញិចថ្ងៃស្អែកបរិញ្ញិចថ្ងៃនឹងពន្យល់អំពីវប្បធម៌ស្អែកឡើងពន្យល់អំពីស្អែកនិច ដូវិធីសាស្ត្របដូរចំណុចឲ្យគាត់យល់គ្រប់បែបយ៉ាងអត់លើកមករដាដែលនៅឯភាពសាំងគ្រូណាបង្ហាត់ប្រសិនបើយកចំណុចដដែលមកនិយាយទៅនេះរបាត់សិនហេតុអីព្រោះចំណុចដដែលដែលគាត់សាសាំងវិស័យសាសធំហ្មងសាសតូចអត់អីណាគាត់អត់អីទេសាសតូចពន្យល់ប្រហែលអត់អីគាត់ដាក់ទៅគាត់រងឯងទៅតែសាសធំ ខ្ញុំយកដល់ដែរថ្ងៃហ្នឹងបរិញ្ញាបត្របី2ស្អែកឡើងបរិញ្ញាបត្របី2រងថ្ងៃសួរថាសិស្សមានអារម្មណ៍ទេមួយអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់ជួបឯសាលាបរិញ្ញាបត្ររងថ្ងៃបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងឯងអ៊ីស្អាលនិយាយដល់ហ្នឹងរងថ្ងៃ
ຈັ່ງເຮົາເມິດຈັ່ງໃຫ້ປະລິນຈັ່ງໃຫ້ໝິດເຕັມມັນສາຮອດອ້າຍຈົ່ງຂ້ອຍຮອດແມ່ນໂດຍມະນອງສັບບໄວຕອບແນ່ນະສາສັບບໄວແນ່ເຫັນບາດອໍມານະເຫັນຈົ່ງຂ້ອຍບັດອຶດຖະນະນັ້ນຫນ່ວຍກໍາລະດໃດເກສຽວພາຍປີອິນເຕີເນັດແກ່ນະໂດຍສາລິຄືມີຕິດນິດໃໝ່ມີດານັ້ນແດ່ນແດ່ນ ទោះបីយើងមិនចេះនិយាយអង់គ្លេសប្រាក់ដោយប្រើទេតិចនិចរបស់យើងប្រើទ្រឹស្ដីរបស់យើងទៅលើគាត់គាត់និយាយចំណុចសំខាន់ចាំបាច់ណាស់គេដឹកនាំគាត់ឲ្យគាត់ចេះរៀនសូត្រនឹងហើយដែលជាចំណុចដ៏ល្អសម្រាប់គ្រូដើម្បីឲ្យខ្លាយជាគ្រូដ៏ល្អមួយយ៉ាងណាខ្ញុំមានអ្វីទេថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងវីដេអូនេះគឺតេតិននឹងធ្វើយ៉ាងណាបែរខ្លួនល្អមានបទពិសោធន៍មានតិចនិចគឺជាគ្រូដ៏ល្អ ផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្មវិធីខ្លួនឯងសិក្សាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្មវិធីបង្រៀនរបស់ខ្លួនឯងឲ្យក្មេងខ្លះជាអ្នកចេះដឹងចេះណែនាំពីសង្គមឲ្យគាត់ស្គាល់គេចេះណែនាំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីឲ្យគាត់ស្គាល់គេនៅពេលដែលធ្វើអ្វីផ្សេងៗតម្រង់ជួយគាត់ឲ្យរៀបចំទៀតគាត់ឲ្យគេណែនាំគាត់ប្រាប់គាត់នឹងហើយជាតិចតិចរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ដល់គេលឺគាត់គេចាប់អារម្មណ៍ អ្នកកាន់ការគេមកយកកូនចៅឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ដោយសារអីបាត់បញ្ញុលណែនាំគេបន្ថែមបងឯងនឹងគឺភាពច្រើនមិនសូវជាម៉ានទេគេអត់ដែលអត់ដែលអញ្ចឹងហើយបើសិនឃើញវីដេអូនេះអាចទៅកែប្រែបានទេខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានមិនសូវជាស្រួលទេបាទខ្ញុំអត់ទេអត់ចង់និយាយស្អីគេបាទនេះធ្វើសារខ្ញុំត្រូវការថតវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មិនខ្ញុំអត់និយាយទេ ស្រាប់មើលទៅដឹងឯងក៏ខ្ញុំក៏សួរស្រួលព្រោះខ្ញុំប្រើសំឡេងខ្លាំងពេកយ៉ាងហើយគ្មានអីទេហ្នឹងសូមនេះប្រកាសបន្តែកុំភ្លេចគេសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងបន្តែសូមកុំភ្លេចជួយ ຈັ່ງໃດສົມຊ່ວຍຄ້າຍໄດ້ໄວຄ້າຍຊ່ວຍຄືນັ້ນເກຖ້າໃຫ້ຄ້ອຍມີບັນຫາອີ່ຍົກອາດດັກນ້ອງຍົກອາດປາບວ່າຍົກມັນຮູ້ໄດ້ປັນໃດຍົກອາດບັນຍົນໃນນ້ອງບາດຕຽງວິທີສາດຄູສາຕຽງວິທີສາດໃສ່ໆຍົກອາດບັນຍົນໃນນ້ອງບາດສົມໃບວິທີສາດນະໂຍບາຍກໍຍົກດັງຍົກດັງວິທີສາດພຽບຈົກໃຈປັນໃດຍົກອາດໄດ້ນິຍາຍຮຶງຍົກບາຍຍົກອາດແຕ່ຕິນປັນໃດຍົກ เห็นตอนนี้เอาไว้เรื่องนั้นวิธีสาโจทย์ใจโอเคยังขอคุณจันทร์คอมเพล็กซ์นะหนึ่งสมจุยสมอคุณจันทร์คอมเพล็กซ์นะจุยมวยมาเนี่ยมวยนะขอคุณ